4 năm. Đây là những quả sầu riêng con nhé. Và đó, đây là những quả ở phía bên trên cây. Đó. Đó. Còn dưới đất cũng có rất nhiều quả. Đây. Đó, có rất nhiều quả dưới đất. Và đây mình sẽ quay ra cái cảnh đó là đập những cái quả sầu riêng con ở dưới đất này ra nhé. Coi nó có gì ở bên trong nhé. Rồi đập cho em. Từ. Chậm thôi. Không. Em ngồi xuống em khó khó từng cái ra chứ. Sao mà em đập vừa được. Rồi em đập đi. Đập đi. Đó. Em đập mà răng mà để chị quay cận cảnh được mà. Lùi đất rồi. Đó, coi. Đó. Đây. Ôi, đập chậm thôi. Này, để thế này đập này, đập từ từ thôi. Đập từ từ coi, đập với tay chị. Đó. Đó là những cái gai sầu riêng nhá. Đó. Mày đau tay chị đi. Đó, đập đi. Nếu phải kiểm hai ba cái cây thì kê lên đập không đó. Đó đập phải ôi rồi rồi đó bên trong là chỉ cầm từ từ đừng để chỉ cầm là nó sẽ bị rung. Đó, và đây là cái hạt của nó đây này. Đây là hạt sầu riêng đấy. Đó, đó là hạt sầu riêng đấy. Đây là những cái gai sầu riêng này. Đó. Đó là những cái gai sầu riêng. Đó, đó. Bọc như bốc bắp cái hả? Đó, như bốc bắp vậy đó.